Thưa quý vị, hôm nay ngày 9 tháng 11, ngày Pháp luật Việt Nam, nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật và thói quen sống làm việc theo pháp luật cho người dân. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được địa phương thông tin về cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023 qua mạng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát động, bà Dương Thị Sáng, người Chơ Ro, sinh sống tại khu phố Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, đã đăng ký tham gia trên website https://bb.gdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyến. Vốn có chút kiến thức về công nghệ nên bà Sáng dễ dàng tham gia cuộc thi này. Thông qua việc trả lời các câu hỏi từ cuộc thi, bà Sáng đã tìm hiểu và nắm bắt thêm được rất nhiều kiến thức pháp luật phổ biến, gần gũi với đời sống hàng ngày. Theo mình thì là ít thắc mắc là mình ở nhà mình vẫn sử dụng điện, mình đăng ký thi được. Qua cuộc thi này thì mình thấy mình thể hiểu sâu hơn về kiến thức pháp luật. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dành cho công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trừ thành viên ban tổ chức, tổ giúp việc và những bộ phận trực tiếp tham gia vào các quá trình tổ chức các cuộc thi. Cuộc thi chia làm hai đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 6 tháng 10 năm 2023 đến ngày 25 tháng 10 năm 2023 với 80 câu hỏi thuộc hai phần liên quan đến luật giao thông đường bộ, bộ luật hình sự, luật phòng chống tác hại của rượu bia, thu hút trên 12.400 thí sinh tham gia, trở thành hoạt động thi đua sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023. Cuộc thi trực tuyến này nó bao gồm tất cả các đối tượng được vào để thi, ví dụ giống như là học sinh, sinh viên hay là tất cả các người dân thông qua cái kênh thông tin này để mình tìm hiểu cái kiến thức về pháp luật. Ở trong đây thì tôi có thấy là các cái câu hỏi về dân sự và cũng đồng thời là các cái hỏi về hình sự, thì tôi cho rằng đây là một cái cuộc thi mang lại một cái ý nghĩa rất là lớn ạ. Là một cái sân chơi về tìm hiểu pháp luật, rất là nó tạo ra một cái không khí sôi nổi để là những người mà tham gia cuộc thi này là chủ động tiếp cận tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan, và nó góp phần nâng cao về cái đời sống pháp luật của người dân nói chung và của những người tham gia cái cuộc thi này nói riêng. Sau khi tham gia cái cuộc thi này thì bản thân tôi thì nhận nâng cao được các cái kỹ năng tìm hiểu pháp luật liên quan. Theo ban tổ chức cuộc thi, kết thúc đợt 1, ban tổ chức sẽ trao cho 16 giải cá nhân và 8 giải tập thể đạt kết quả cao với tổng trị giá 30 triệu đồng. Đợt 2 của cuộc thi diễn ra từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023, cũng trên website https://bb.gdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyến. Với 60 câu hỏi liên quan đến các nội dung về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, các nghị định thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối tượng tham gia, cơ cấu và giá trị giải thưởng trong đợt 2 cũng tương ứng như đợt 1.